ban tổ chức chúng tôi chưa đi chưa chặn cỏ mai hoa đâu, chúng tôi sẽ tổ chức lễ ở làn áo nào tạo nên lưng ở đồng pì hậu cần đầu ổn định bón năng và hướng mắt cực mắt sân khấu vậy chúc muôn và chúc phúc các dòng làn hậu của tấn chồng thì tòi hơn đảo chúng tôi và ban tổ chức tôi một lần nữa thông báo tới toàn thể quý vị đang ở ngoài thì chúng ta sẽ di chuyển về phía bên trong để cùng chọn cho mình những hàng ghế ngồi và bàn tiệc ưng ý nhất để cùng nâng ly tấn chồng hồng chứng kiến buổi lễ ra mắt lễ vô quy của cô dâu Ngọc Thanh và chú rể Trọng Tuấn cùng với gia đình. Bạn tôi xin được trân trọng kính mời một bạn nam thanh niên. Xin mời Trọng Cương lên hộ anh một chút ạ. Quý ơi, chúng ta sẽ cùng ổn định chỗ ngồi và hướng mắt lên sân khấu để chào đón cô dâu của chú rể sẽ làm lễ ra mắt ngay bây giờ. Và sau đây giờ đẹp, giờ vàng, giờ hạnh phúc cũng đã đến. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu Ngọc Thanh và chú rể. Chú rể Trọng Tuấn sẽ nắm tay nhau bước lên sân khấu để làm lễ ra mắt trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và xin một tràng pháo tay thật lớn nào, tất cả quý vị chào đón cô dâu và chú rể nào. Tiếp theo, ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Vâng, hai bên chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu để làm lễ ra mắt cùng với đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Đại diện tăng nhân hậu rú phành phẳng phẳng mỡ, đại diện tăng trai hậu rú phành phẳng cởi. Vâng, chúc phải cảm ơn. Vâng, chào tất cả quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Ban tổ chức tôi cũng như gia đình và đây là những chủ nhân của cánh diều hồng cũng như lời mời toàn thể quý vị về chung vui và gia đình ngày hôm nay và hai bên gia đình chúng tôi. Vâng, đại diện bên nhà gái có cô dâu là Ngọc Thanh và người bố là Lò Văn Lẻ, người mẹ là Cầm Thị Lan và gia đình nhà gái chúng tôi rất là vinh dự khi được kết duyên mối tình thông gia cùng với gia đình nhà trai có chú rể Trọng Tuấn và người bố là Lò Văn Toàn, người mẹ là Lò Thị Phương và hai bên gia đình chúng tôi cũng như cô dâu của chú rể. Đại diện hai bên gia đình xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị và xin được kính chúc quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và thưa toàn thể quý vị, từ thuở loài người, trai khôn thì gả vợ, gái lớn thì gả chồng, đó cũng là quy luật và tạo hóa muôn đời, phải không toàn thể quý vị? Và ngày hôm nay, trong suốt thời gian tìm hiểu rất dài và rất lâu và đặc biệt hơn rất đậm sâu ở trong lòng cho tới ngày hôm nay, con thuyền tình yêu nặng tình nặng nghĩa của đôi bạn trẻ chúng ta cũng chính thức cập bến tới bến bờ của hạnh phúc. Và cũng rất lâu rồi cha mẹ mình, ông bà mình có một câu nói ngàn vàng: thế gian đẹp nhất mặt trời, cuộc sống đẹp nhất có người mình thương, dù ai cho núi kim cương chẳng bằng nhìn thấy người thương mỗi ngày. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay thật lớn nữa toàn thể quý vị dành cho nàng dâu hiền dễ thảo chúng ta đi ạ.
Và cũng có một giai điệu và một ca khúc đã từng viết như thế này: thời gian đã qua đi thì không thể trở lại, bình minh sẽ đến ngôi khi không còn bóng tối. Đã có những sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn. Và tất nhiên rồi, thiếu Ngọc Thanh trên đời, Trọng Tuấn của chúng ta không thể có tình yêu, phải không quý vị? Và cũng chính vì lý do đó, ngày hôm nay có thể tình yêu là tình là nghĩa của đôi bạn trẻ chúng ta cũng chính thức cập bến. Và cho tới ngày hôm nay thì tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta cũng đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ thảo làm chồng và đủ công làm vợ, đủ cả duyên nợ, đủ cả chữ duyên, đủ cả quan viên bốn họ hai nhà về tụ tập chung vui tại hội trường cưới ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa bạn chúng tôi không cho quý vị phải chờ đầu hơn nữa, xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vô quy của cô dâu Ngọc Thanh sánh duyên cùng với chú rể Trọng Tuấn do trung tâm tổ chức tiệc cưới Phong Hồng long trọng thực hiện. Xin phép được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để dành cho quý vị. Vâng, thưa tất cả các bác anh chị, khách quý trân trọng và kính mến. Còn đúng là chú tương đồng thì khen ai khéo tròn, duyên rất gần để cho đôi đứa hương. Cha mẹ thì mái tóc đa điểm xương, mà vẫn tương do tàu đại càng đến yêu rể hiền. Nhà dâu nhà rể không xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm. Nhà dâu nhà rể không cần, hai bên kết nghĩa tình thân mặn nồng. Chung con thì chung cả tấm lòng, chung con chung cả tấm lòng mẹ cha. Và ngày hôm nay đây, cô dâu Ngọc Thanh chính thức bước lên xe hoa làm dâu nhà chồng. Vâng, bước qua sông thì phải có con đò, và làm ai dẫn mối phải có người dặn dò đôi câu. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin là một tràng pháo tay thật lớn lên toàn thể quý vị, thật lớn lên nữa nào quý vị ơi, để đến với lời phát biểu lời chào thể của đại diện nhà trai ạ. Và xin được trân trọng kính mời bác ạ. Bên ba cũng không là nữa rồi, con kéo cũng hú é rồi, tay thì tôi căng tay rồi. Khi đi cày cỏ hơ là chắc lâu lâu sáu ấy, còn nhắc theo khả năng ấy, chờ tình báo là trái là vô cơ ba mắng. Thế nên là chắc bị bài qua đằng con đằng mê. Ơ, tăng là chắc em cơ ba mắng. Ơ, bộ mê sọc cả hạt cỏ bén cái quay bài cái lại học, cũng ủng hộ lên sáu lên vô cơ ba mắng. Ta còn chồng cô nghe có biết hết thời gian để điều kiện có biết gì cắn lá khảo có biết gì lau khẩu phải nằm mới tới hết phải được phải sắp phải anh ấy có biết lại hết chân à em hao tăng phát thống ấy cởi giao nhiều chờ lo chắc phải lấy về sổ họ chào lúc chào ta sổ cỏ lung lung cố hà hằng súng xuân mà hơn ma rào chân xỉ ngọ ôm mi nó ta cả ở dòng sùng trùng nhau đầu nhau biếng lung sùng biếng bà nhau biếng là hơn cũng ngay từ phải nhớ cái ý bàn trái lại bàn nằm cơ ba mở trong lòng lùng sầu ảo thanh á rằng bà cũng hỉ mà cơ ba mở khi là nhắm trao khả năng ấy cặp bình báo lại trái la giúp cơ ba mở nhắm mới hỉ mất qua có bò có mè thâu cơ ba mở bò mè hóc cỏ hạt cỏ pen á cái quẹ quẹ cái lại cần ảo dùng sau ảo giết đu cơ ba mở khi nữa mà chẳng trao bò mè khi cả giết cái lá cả cả giết lau khẩu bên nam ấy là về nước về sức về hàn ấy có biết lại cơ ba mở chân tan ải hao ấy cờ yếu nẹo thầy rồi chân mà lé phải sò chào lúng chào tà còn luôn cố hạ hằng sống xuân mà gân ma giàu cơ ba má chân chỉ ngõ mấy nọ ta cờ ở dòng sùng từ nhớ nhớ tiếng luôn sùng tiếng phản nhớ tiếng là gân cơ ba má thì mở cây đó còn cốt ải tiếng cá sò gân tàn đi mi mè mi cỏ trò lên cái là hàng qua sông tỏ nón phấn phó mẹ ải yên tàn ai kìm cỏ trắng mềm trắng tiền cơ ba má phương hùng phương lãn ấy có bóng mỹ ở sở hữu xa chúc hàng tiền po tiền mê ải em tiền ta tiền nai có trả bán tiền lồng tiền nón bán quán cà phê phê có bó lùi sổ nàn hoạt hơn tổng rào chúc hàng tiền po tiền mê ải em tên cá phú cá già tà nai của phật cả hảo hàn chèm tư khảo kế bằng chân chúc hàng phố mía nói sầu những kham trai chăn mi đùng nhiên ngày em nay mi đồ trai để thảo nước po mê ải em nữa tà nai đó. Trong đảo hóc cá này, anh là đại diện chàng trai, làm như quan lạc cho chàng người góp sổ làn hơn. Vâng, chú thì
trong thuấn thứ còn lấy lời va thứ cô dâu Ngọc Thanh rằng vâng ai lại lòng mới đẹp xuân phát tỏi em ai phe sang văn hà chi chẳng cỏ cái đê ai lại lòng mới đẹp hay văn cỏ hay khẩu tỏi em ai phe sang chim áp phương hương phẳng cái đê ai chết kìa phanh phanh sang lót về đỉnh ai chết kình xóa lòng sang bóng càng sần lúc trường nào tiền sứ tạm té lúc cái cả mạng lòng sang lấy qua khàng tè na như ngơi và chú thể Ngọc Tuấn cỏ ba mà ứ và vẫn lại phanh hư ai nành chưa bó dệt phủ vẫn lại nổng bình chủ ai nành vẫn tánh hơn kình tè na như ngơi khách đi lẩy vẫn đọc phanh đâu ai cha cỏ là ổn nổng sớ xếp cùng hông phải sẵn hờn nhắc chứ lo dòng con thả việt sẵn là bó hù ai nhằn gót sòn ở na như ngơi nó ta cắt cung chóng lò hai chân mi sòng phủ việt sẵn ta cắt cung chóng lò hai chân mi sòng phủ trường bó đủ cắt hai giò rú tìm mưu hao na trên nước thư chế bền rú tương trò trầu thầu ké vào tạc ó cầu chiến gian lờ diễn giữ vàng chứa tạc tày trường té ải ở vầy trắng cổ lầy non tời na khóc quầy không trở dần phải mưu dệt ó chẳng lãng nào việt dần phủ khó mi vàng và chớ năn hơn không chờ dần phát hàng hay la đình quảng và ải cánh lòng sòng phái chôm chờ đi đó và xin một tràng pháo tay thật lớn thật đồng nhiệt lớn thật thần quý vị để đến với phát biểu lời chào dâu của đại diện nhà gái chúng ta đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Vâng, cầm đeo hốc cả lá lẩy nghiên là dòng phái là hơn rào tăng nhinh buồn nhá hư lẩy cười lì tăng trai của muôn lại lẩy phẳng mà ở đâu chân hư cô dâu Ngọc Thanh thân mến, trước khi bước lên xe hoa về nhà chồng vừa rồi là những lời
phát biểu của đại diện hai bên gia đình, hay nói đúng hơn là lời khuyên rằng hai em, vâng, đó là nền tảng đặt trang để cho hai em bước vào đời, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc hơn, ấm no hơn. Và thay lời muốn nói của những người làm cha làm mẹ, anh xin có một lời dặn đôi câu. Vâng, có con thì phải khổ vì con, có chồng thì phải gánh giang sơn cùng chồng, rượu say thì vật đồng, em mà ở phải thì rằng chồng thời trẻ thương. Vâng, mẹ chồng khó lắm em ơi, nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha, nhịn cho nên cửa nên nhà, nên kèo nên cột nên xà tầm vông, nhịn cho nên vợ nên chồng, trông lo liệu lại trông cửa nhà, đi chợ thì thời chớ ăn quà, đi chợ thì thời chớ ở già kể dưa, dẫu ai gọi đợi và rằng xin thưa rằng con phải về, trên đời thì ai dễ đếm đông đâu, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Con ơi hãy nhớ câu này, học buôn học bán cho tài người ta, con đừng học hỏi cho ngoa, họ hàng ghét bỏ người ta chê cười, dẫu no dẫu đói cho tươi, đồng tiền bát gạo lo toan chưa chồng, chốc trước đã đắp nghĩa cùng chồng, sau là họ mặc cũng không chê cười. Con ơi hãy giữ lời đời, cha mẹ khuyên dặn thì con thời phải nghe. Và sau đây ban tổ chức tôi xin được mời cô dâu của chú rể dâng lên đại diện hai bên gia đình cũng như người cha người mẹ đã sinh thành dưỡng dục hai em con lớn được như ngày hôm nay, ly rượu hồng mừng ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời đại diện cô dâu sẽ mời đại diện nhà trai và chú rể sẽ mời đại diện nhà gái, xin được trân trọng kính mời. Và sau khi hết đầu có cắm chén đỏ đều là ho nho chén đầu và túm cả chén đầu đi đừng là chén đầu ấy cũng muốn thở sau làn không bên phố bên biết xong là chén đầu đi vậy kết phái sòng hương sòng hương cái gì đi để lấy phiền hương điều sòng thiếu bên thiếu đừng vâng chặt lén sữa mà lén ba mà chú và sòng làn không bên phố phố bia đâu chú bảo sòng ơi sòng hương đâu chạm chén đầu ạ sòng ơi ạ. Vâng, sau khoái hết đầu, lấy phở mỡ, lấy khởi mỡ đầu hư. Ừ, nằm rút được con mỏ, nhà vẫn phán lên ư. Nằm rút được con áng, nhà vẫn chém. Ta ba bia khủng kiếm tất lời, nhà văn quang xiểm sở nước sau khoái hết đầu hơn ư. Và biết rằng, ư coi có trời. Ở hạc ở trời, ư bó sòn sòng làn hâu, hạc vẫn phải phủ biển cô đến ư. Sòng hết đầu hơn ư, và chúc mọi sòng ư. Sau khi hết đảo không kiến chén đảo phở mỡ khởi mỡ hòn đầu thứ sau khi hết đảo không khám cần chiếc chặt tỉnh thông ra không khám kèn cần vâng xúc phải sống ơi ạ. Vâng xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng chiếc chặt bàn tay vâng trao nhau những bắt tay vâng đúng là hai bên thông ra thì như dụng điện vợ bên mong đường rể thì bên chờ được dâu. Hôm nay chung một nhịp cầu chung con chung cháu chung câu nghĩa tình cây xanh thì lá cũng xanh cha mẹ hiền lành để cung cho con người thì có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn cây có cội cho chồi xanh đàn lá có nguồn để biển cả sông sâu. Và vừa rồi lễ ra mắt cũng như lễ trao dâu và trao duyên của hai bên gia đình đã được hoàn thành rồi ạ. Và bạn chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới để cùng đến từng bàn tiệc uống ly rượu cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể những vị khách quý về chung vui với gia đình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và cô dâu của tôi để đứng lại một chút ạ. Ai cho đi mà đi. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến. Vâng. Cô dâu và chú rể hôm nay rất là xinh đẹp, vâng, rất là tuyệt vời. Cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng dễ mến lại thêm phần đất na. Và chi điệp bí như chị Hằng Nga, đến cả thêm vòng nguyên xoáy cũng phải không bỏ vì yêu đấy ạ. Và chú rể thì trông giống siêu điều. Vâng, cô dâu thì lại càng giống mối thúy kiều ngày xưa. Đôi bên ánh mắt đông đưa, nhìn nhau xe đóng mà lại xe xưa tình đồng. Vâng, lại cắn đèo hư, sòng tà lét rất cắn. Ừ, nhâm y chơi lẩu vậy nữa, cứ giường thủy chiếu chằm, vợ ngất kiến ván nên nữa, sống lâu hơn nữa. Và thưa tất cả quý vị, tôi mời cô dâu chú rể ở dài để làm gì quý vị có biết không ạ? Vừa rồi thì đại diện hai bên gia đình đã trao nhau những gì muốn trao. Vâng, vừa rồi trao dâu và trao rể rồi, thì tôi chưa thấy cô dâu của chú rể trao nhau một cái thứ gì đó mà tôi thấy quen thuộc. Và có biết là thứ gì không ạ? Rượu. Vâng, cô dâu của chú rể chưa trao cho nhau cái gì phải không? Quý vị biết không ạ? Vâng, đó chính là nụ hôn. Và hôm qua thì hai anh em chú rể Ngọc Trọng Tuấn có tâm sự với tôi một chút rằng anh ơi, từ khi mới yêu nhà em muốn hôn một cái nhưng mà thẹn với lòng
ngày mai thì ngày cưới của bọn em tại nhà gái thật. Thế nhưng mà anh cứ cho em hôn vợ em một cái để cho thỏa lòng ước mong được không ạ? Vâng, chú rể tâm sự với tôi tối hôm qua như vậy thì không biết là chú rể say rượu hay không, nhưng mà tôi vẫn hỏi chú rể một chút nữa. Chú rể nói tâm sự với tôi như vậy rồi, hôm nay chú rể có còn muốn hôn cô dâu chúng tôi được không ạ? Có. Vâng, đúng rồi. Tôi cứ ngỡ là chú rể say, hóa ra hôm nay chú rể vẫn còn tỉnh táo hết. Vâng. Và xin hỏi cô dâu một chút ạ, cô dâu có cho chú rể chúng tôi hôn không ạ? Có. Vâng, nghe chừng là hai bạn đã hẹn nhau từ trước rồi. Vâng, chúc một tràng pháo tay thật lớn cho toàn thể quý vị. Và MC Duy Tam tôi sẽ hướng dẫn hai em thành công được hôn này. Và xin mời hai em sẽ tách rời nhau ra một chút ạ. Vâng. Và xin mời chú rể sẽ quay về phía cô dâu chúng tôi. 35-17, xin được trân trọng quý vị. Và xin mời, vâng, quay rồi ạ, cô dâu thì đang quay. Vâng, rất nhiệt tình đấy ạ. Và hai em sẽ tiến gần nhau một chút ạ. Và xin hỏi cô dâu một chút, cô dâu ơi, cô dâu có biết phần cứng nhất của chú rể chúng tôi nằm đâu không ạ? Phần cứng nhất của chú rể chúng tôi có biết nằm đâu không ạ? Cô dâu có biết phần cứng nhất của chú rể chúng tôi không ạ? Vâng, bờ vai là phần cứng nhất của chú rể chúng tôi. Vâng, đàn ông thì cũng có nhiều cái cứng nhất, quý vị đừng hiểu nhầm. Và phần cứng nhất bờ vai của chú rể chúng tôi, nó cũng là điểm tựa vững chắc nhất cho cô dâu và những đứa con sau này. Và xin mời cô dâu sẽ đặt đôi tay của mình lên bờ vai của chú rể chúng tôi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Đôi tay, vâng, cả hai tay luôn này em ơi. Và xin đặt, xin mời chú rể sẽ đặt đôi tay của mình lên eo cô dâu chúng tôi. Vâng, đặt xuống dưới một tí đến công cũng được, không sao cả. Hôm nay đúng là nên vợ thành chồng rồi. Và anh xin khuyến cáo tới hai em, trong khi hôn thì hai em mắt nhắm mờ, cơ thể thả lỏng, mắt nhắm mờ không cắn chặt môi, miệng cũng đừng mở như miệng đồi để tránh đối xơi cổ họng. Và trong khi hôn thì hai em chỉ được phép dùng môi và dùng lưỡi, không được phép dùng răng để tránh tổn thương hàng tiền đạo của đối phương. Vâng, hai em đã nhớ chưa? Nhớ chưa? Vâng. Và quý vị ơi, quý vị đã sẵn sàng chưa? Và nếu mà quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu và rút ra những chiếc điện thoại đời cao nhất để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cô dâu chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh nhắc cô dâu chú rể nữa, hôn đến khi hết pháo thì thôi nhé. Hôn đến khi hết pháo thì anh bảo thôi thì mới thôi nhé. Ok. Vâng. Quý vị sẽ cùng đến với tôi được không ạ? 3, 2, 1, xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn nào quý ơi. Pháo còn dài lắm, cô hôn nhau đây. Lên nào quý ơi. Một tràng pháo tay thật lớn nào. Connected. Sao tôi nhanh, sao tôi nhanh vậy? He's connected. Connected. Vâng, rất là tuyệt vời phải không ạ? Vừa rồi cô dâu và chú rể cũng đã trao nhau một nụ hôn rất là tuyệt vời, rất là sâu đậm luôn. Vâng, có té đấy, có cái này chúc sắc lừa nên là ha lắc chúc lắc phầy. Cái có hạt món trong phòng ví dụ mít tẩu hết đâu. Cái này là chúc con nả lại côn á sướng lại nó ba hư áo mít tẩu xưa sợ chúc phải tổng làn đâu. Nghi linh chọc cái chân cặp cả đấy nữa thăm kèm cắn mít tặng phải bao sọ nào cắn giật của giật nghe tiền cu trong cùng kim chuyển đổi chân đổi kết có phải chuyển đổi cái nha ban đấy nữa chúc phải sống ơi. Vâng, trong đêm chúc phải là tổ chức nha để đó là nó ta hở sáu làn hông và muôn mừng phỏng đâu như sầm xưa ta xuống khỏi sáu ta lá là sáu ta người hoạt động hoạt tì chúc hở chúc hải chúng em phủ đến côn thảo ké chúng em ơi chúc hải á là dương thảo đều dương kẻm máy làn lao cứ dương tuổi sao phì sòn máu chúc em ơi dương thảo hư dương kẻm máy bỏ do cứ dương đàn sòn xào dương phải ngài và chúc hở xúc vào tay mẹ ba hâu chù chưa đồng khăn cùng muốn là làn nồi hở nhớ sùng dao hết lòng sàn ném vai có rồi mưa ấn lẩy lắc trong hở xúc đông tám nữa đấy chúc hở hội trường hâu hở hoàn trường sàn đấy.